Hello anh chị em trên Facebook của Dương. Sáng ngày hôm nay Dương ngủ dậy ở bên Âu Y á, thì Dương ngủ dậy Dương có gọi về nhà thì nhận được tin rằng là ở bên gia đình người thân có báo lại là công an huyện cách đây vài hôm trước ngày Noel á, thì không phải hình như là trước ngày Tết Tết Tây, ở bên gia đình có báo rằng là công an xã có tới nhà hỏi thăm Dương, hỏi vài câu ví dụ như là Dương ở đâu, Dương hiện tại là Dương đi Na Uy bao lâu rồi, rồi Dương ở nước nào, nó rồi Dương có hay liên lạc về Việt Nam hay không. Thì ngày sáng ngày hôm nay là bên Việt Nam thì công an huyện tới. Chào anh chị, Dương đang nói chuyện về việc công an huyện tới gia đình Dương để hỏi về cái chuyện mà Dương đang làm. Thì công an huyện tới thì Dương cũng không có được dịp, nếu không thì Dương cũng sẽ cho mọi người cùng nghe cái cuộc nói chuyện đó. Thì tới hỏi Dương và hỏi gia đình Dương. Và nói rằng là Dương ra nước ngoài thì Dương cũng đừng có nói gì hết, Dương im lặng đi. Dương không có hiểu gì trong cái bộ máy chính quyền nhà nước hết á. Rồi họ nói rằng là Dương đừng có kêu các bạn coi quay về lịch sử để đi tìm kiếm là lịch sử. Cái điều đó sai, là như vậy là có lỗi. Rồi có một số thông tin khác nữa, nhưng mà ngày hôm nay á, là họ tới nhà để họ họ kêu Dương im lặng, Dương đừng nói gì hết, kêu Dương đừng có la nói gì hết á. Và Dương cũng cảm thấy mắc cười. Nếu như Dương mà ở Việt Nam á, thì chắc hôm nay Dương bị lụm rồi, chắc chắn luôn á, Dương bị lụm và sẽ áp dụng vào cái điều luật 258 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và Dương biết rằng là ngày hôm nay trong Facebook của mình có rất là nhiều người đang ở gần 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 nhà Dương, đang follow Dương. Nhưng mà Dương nói cho các anh chị và các bạn để các bạn an tâm, những cái người đang ở gần nhà Dương á, những gì Dương đang thấy, Dương đang nhìn và Dương đã bước ra thế giới, Dương đã có cơ hội, Dương đi Singapore, Malaysia và bây giờ là Dương đã có mặt ở châu Âu. Thì những cái gì Dương thấy, những cái gì Dương biết và Dương tiếp xúc với người nước ngoài hơn các bạn, hơn các anh chị, các cô chú ở trong nước. Và những cái điều Dương ngày hôm nay Dương nói là Dương tự bản thân Dương tìm hiểu và Dương biết, Dương không nghe bất cứ một ai xúi giục. Và Dương so sánh cái tình hình xã hội Việt Nam với các cái nước giống như Singapore và Malaysia. Dương không nghe một cái phần tử nào xúi giục, một cái thành phần nào xúi giục cả. Ngày hôm nay Dương đủ cái sự thông minh, Dương đủ cái trí tuệ, Dương đủ cái sự hiểu biết để Dương nhìn nhận và Dương nói, xã hội Việt Nam ngày hôm nay tan hoang, tan tành, không còn cái gì hết. Nếu mà nhìn ra thế giới, nhìn Singapore thôi, sát nút thôi. Các anh chị nhiều người đã đi Thái Lan và nhiều người đã nói rồi, Thái Lan ngày hôm nay Việt Nam không có cửa so luôn nữa. Và những anh công an mà ngày hôm nay á, sáng hôm nay tìm đến nhà Dương, chưa chắc gì họ đã bước sang Singapore một ngày. Và chưa chắc gì họ đã được đi Thái Lan du lịch dù chỉ là một lần. Thì những gì họ nhìn thấy và những gì Dương nhìn thấy chắc chắn rằng là họ sẽ không bao giờ biết. Và những gì Dương chia sẻ chắc chắn họ không hiểu. Tại vì sao Dương kêu họ quay lại lịch sử để tìm lại cái sự thật, cái bản chất. Các anh công an, những người đang phục vụ trong cái lĩnh vực quân đội, trong ngành an ninh của Việt Nam, cái tâm của anh rất là đúng. Cái tâm của anh là bởi vì muốn mang lại sự bình yên, sự tốt đẹp cho đất nước Việt Nam. Nhưng cái chính sách và cái đường lối đi đã không đúng. Và các anh nhìn ngày hôm nay, các anh nói rằng là tôi không hiểu cái guồng máy của nhà nước hoạt động. Ngày hôm nay tại vì sao các anh không hiểu? Tôi đi ra nước ngoài, tôi ở trong nước thông tin bị bưng bít hết, chặn hết, tôi không có tìm hiểu được gì. Tôi ngày hôm nay, tôi là một cái con người của thế kỷ này, của thế kỷ thứ 21 này. Về internet này kia nọ tôi cập nhật, nhưng mà ở trong nước tôi bị chặn hết. Vì sao các anh có thể giải thích cho tôi biết là vì sao các anh chặn không? Là bởi vì ở đó không có sự thật, bởi vì anh che đậy những cái sự thật đó đi để người dân tìm hiểu theo những cái gì mà các anh tuyên truyền, những cái gì mà Đảng Cộng sản tuyên truyền, không phải là các anh, để chúng tôi tin và tin tưởng theo. Đến ngày hôm nay nếu tôi không có một ngày tôi bước ra thế giới, tôi cũng không biết Việt Nam nó ra như vậy nữa. Không, người dân Việt Nam và nhiều người ở gần nhà Dương nói rằng là Dương sống ở Việt Nam mấy bao nhiêu năm trời rồi, thì giờ đó hồi đó giờ sao vậy, tại sao mà ra chê dữ vậy, ra chê dữ vậy, là bởi vì Dương đau lòng, bởi vì Dương cảm thấy xót xa. Ngày ngày nhìn thấy bản thân mình, Dương không không có trực tiếp giúp về kinh tế cho các
quý cô chú anh chị và những cái người nghèo ở Việt Nam nhiều được. Tại bản thân Dương có một cái giới hạn. Ví dụ như 2-3 tuần ngày xưa Dương làm ở Việt Nam tháng 8-9 triệu. Thì bây giờ Dương còn chi phí ở Sài Gòn, Dương còn rất là nhiều chi phí. Thì làm sao Dương có thể mà cho tiền hàng tháng mỗi người một, hay là thường xuyên được. Thí dụ tháng Dương làm hai ba người thôi, mua quà mua qua cáp tặng cho 2-3 người nghèo thôi. Cái đó là giới hạn của mình, nhưng mà mình không hiểu. Nhưng mà từ giờ trở đi Dương đã hiểu vấn đề. Cái chuyện đó là chuyện của nhà nước, nhà nước làm cho, không phải chuyện của nhà nước mà chuyện của người lãnh đạo. Chuyện của người lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam. Cái việc mà họ làm cho người dân đó là chuyện, cái trách nhiệm của người lãnh đạo Việt Nam, đứng đầu Việt Nam họ làm. Chứ không phải là những cái cá nhân này làm, chúng tôi những cái công nhân bình thường có trách nhiệm đi làm kiếm tiền và đóng thuế. Nó, chúng tôi đổ xăng hàng ngày, chúng tôi mua rau củ quả cái gì cũng đắt hơn người ta. Chúng tôi đã đóng thuế thì các anh những người lãnh đạo có trách nhiệm lo cho đời sống của người dân. Để người dân khi về già họ đi vô bệnh viện, họ có một cái cơ chế, họ có một cái sự quan tâm. Trẻ em được đi học, không có chuyện học lớp 5, lớp 6 nghỉ ngang để đi làm hoặc công nhân đi làm một điều. Tại sao cái điều đó xảy ra nhan nhản ở trên quê hương Việt Nam mình? Tại vì quý vị đã thấy điều đó quá bình thường, quá quen, nó xảy ra trước giờ, nó là chuyện quá bình thường. Nhưng mà bây giờ nếu các anh chị mà có một ngày các anh chị ra nước ngoài sống, cái điều đó không bình thường. Bởi vì cái nguồn lợi kiếm được, có được, thì những cái người lãnh đạo, cái nguồn có một cái nguồn, cái người cái một cái hệ thống quản lý kinh tế đó, họ phải làm sao để lo cho người dân, lo cho người già, có một cái chế độ cho người già. Cái thẻ bảo hiểm y tế ngày hôm nay các quý vị ở nước ngoài có cái gì, ở Việt Nam có cái đó, nhưng mà chẳng đâu vào đâu cả. Cái thẻ bảo hiểm y tế có thể là một cái phương tiện, một cái giúp cho người dân nghèo đỡ tốn tiền, nhưng mà thực sự cái dịch vụ nó như thế nào? Ai cầm cái thẻ bảo hiểm y tế lên thì dịch vụ có thể giảm, nhưng mà chăm sóc của người ta, thuốc men uống cũng vậy, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Và bây giờ gần Tết tới nơi, hàng Trung Quốc nhập vô tràn lan, rau củ quả hàng Trung Quốc không, và chuẩn bị bây giờ sau Tết bệnh nhân vô bệnh viện sẽ đầy nữa. Những cái điều này đối với anh chị là thấy bình thường, cô chú bác thấy bình thường trong Việt Nam, bởi vì nó xảy ra nhan nhản, xảy ra hàng ngày. Nếu mà tôi không bước ra thế giới, tôi cũng sẽ không biết, và tôi cũng sẽ giống như quý vị, anh chị và các bạn ở đây, ở Việt Nam và ở trong cái chỗ tôi đang ở. Bây giờ công an lên, họ yêu cầu tôi im lặng. Họ không hiểu, họ nói tôi không hiểu về cái cơ chế hoạt động của nhà nước. Họ không hiểu, họ nói tôi không hiểu về những cái gì ở trong cái bộ máy cả. Tại sao vậy? Tại sao ngày hôm nay ông Tổng Phú Trọng nhận biết bao nhiêu tiền, bao nhiêu vàng của Trung Quốc? Ngày hôm nay tôi nói bằng cái sự nhận định của tôi, bằng cái sự khách quan của tôi ở bên một cái nước phương Tây, tôi nhìn về Việt Nam. Chứ không có một cái phần tử, một cái đối tượng, một ai nào mà tác động với tôi cả. Và tôi sẽ còn tiếp tục làm, đừng có bao giờ mà lên lên gia đình tôi. Cái chuyện đó là chuyện của cá nhân tôi làm, và cái ý thức, cái trách nhiệm tôi cần phải làm cho người dân Việt Nam. Người dân của tôi, cha mẹ tôi hoặc người thân của tôi, thật sự cái kiến thức của họ rất là hạn hẹp. Vì cái lý luận của họ cũng rất là hạn chế. Họ sẽ không có đủ lý luận để nói chuyện với các anh. Và họ không thể nào nói chuyện với các anh giống như tôi. Nếu các anh cần, các anh gọi cho tôi nói chuyện trực tiếp, tôi sẵn sàng nói chuyện với các anh một cách trực tiếp. Nha. Tôi sẵn sàng nói chuyện với các anh trực tiếp. Người thân tôi không đủ lý luận. Mẹ tôi học lớp 3 trường làng hả? Và những cái gì tôi nhìn thấy về cái xã hội xung quanh, mẹ tôi không thấy, và những người thân của tôi không thấy, và các anh cũng vậy, không thấy, và những người bạn của tôi cũng vậy, rất là nhiều người chưa thấy. Tôi mạnh dạn nói điều đó. Nó đã tồn tại 41 năm nay rồi, để ngày hôm nay bước ra cái thế giới. Bước ra thế giới không thể nào so sánh với một quốc gia nào. Ngay cả Lào cũng bỏ xa. Các anh thử đi tìm hiểu lại lịch sử đi. Tại vì sao vậy? Các anh biểu tôi đừng nói về lịch sử. Các anh biểu tôi đừng lên đây nói nữa. Tôi mở Việt Nam là chắc chắn các anh sẽ ngăn chặn tôi. Các anh sẽ cho công an, cho người tới ngay cửa để canh tôi. Tôi mà đi đâu các anh cũng sẽ canh. Và thậm chí hốt lẹ bỏ tôi vô tù nữa. Các anh nói rằng tôi về Việt Nam có thể tôi sẽ bị bắt. Đó, thấy chưa? Tự do ngôn luận ở đâu? Trong khi các anh chặn hết Đảng Cộng sản Việt Nam, tìm bằng mọi cách chặn hết những cái sự thật. Tôi ở Việt Nam tôi không vô xem được. Tôi là người chủ động đi tìm kiếm những thông tin đó, tôi không xem được. Cái sự thật ở đâu mà các anh ngày hôm nay kêu tôi rằng đừng lên đây, trên đây nói nữa? Các anh định che giấu những điều này đến bao giờ? Tôi thương cho các anh, tôi thương cho người dân Việt Nam mình.
Rồi ngày nay sau này, trong các thế hệ, trong đó có các con, các cháu của các anh chị và các bạn, sẽ ăn những nguồn thức ăn độc hại, ăn mỗi ngày. Các anh cứ im lặng, và các anh cứ tìm đến gia đình tôi và kêu tôi im lặng. Một người công dân có trách nhiệm với Việt Nam, tôi không im lặng được. Tôi không phải là tôi chơi Việt Nam, tôi đau xót cho Việt Nam. Tận trong thâm tâm tôi đau xót vô cùng cho Việt Nam mình. Tôi lên tiếng. Đừng gắn cho tôi từ phản động. Hãy gắn cái từ phản động đó, cái từ bán nước đó cho những người lãnh đạo Việt Nam. Những người không có trình độ kiến thức. Họ đứng lên lãnh đạo Việt Nam để Việt Nam tan hoang. Các bạn thấy, sống trong môi trường đó các bạn cho rằng trong lành, các bạn cho rằng an toàn. Đụng tới thức ăn ngày hôm nay không dám ăn luôn. Bây giờ thì tết nhất tới nơi rau củ quả hàng hóa Trung Quốc nhập vô tràn lan luôn. Bây giờ lên trên Facebook sáng ra là toàn là những cái tin tức về đồ ăn độc không. Tôi nói những cái điều này là sự thật hay là điều gian dối? Các anh có thể vô tâm, các anh có thể thờ ơ nhìn thấy người dân mình chết, các anh có thể cảm thấy bình thường khi các anh đến bệnh viện cái lượng người đến đó đông đen nghẹt, tại vì các anh chưa từng đến đây, các anh chưa từng thấy. Và nếu tôi không bước ra thế giới, tôi cũng sẽ không thấy những cái điều mà tôi đã chia sẻ. Tôi chia sẻ bằng cái tâm của mình, bằng cái nỗi đau vô cùng của mình. Tôi không biết làm gì hết á cho cái đất nước Việt Nam này. Tôi tha thiết, tôi lên tiếng là bởi vì trong đó có con, có cháu của các anh nữa. Con cháu của các anh chị và các bạn nữa. Ở trong nước gửi tin nhắn ra, nói hàng Trung Quốc ngày hôm nay ồ ạt vô. Mà các bạn biết, các anh chị biết, trong những cái hàng hóa đó, nó sẽ giết anh chị, nó giết các con và các thế hệ của các anh chị. Tại sao ngày hôm nay nó làm như vậy? Tại sao cái nguồn hàng độc hại mà bây giờ ai cũng biết mà không ngăn ngừa được? Rồi ngày hôm nay các anh bảo tôi im lặng. Im lặng để nhìn người dân mình chết dần chết mòn sao? Tôi nói những cái điều này là những cái thực tế, những cái điều đang xảy ra cho xã hội Việt Nam. Đất nước người ta có một cái sự kiểm soát rất là chặt chẽ và hàng hóa đi vào nó không có nhiều giống như ngày hôm nay. Việt Nam cái gì cũng đụng tới, ngay cả những cái tem nhãn cũng độc nữa. Tôi làm sao tôi an tâm cho được, làm sao tôi chịu nổi? Và nhiều người nói nếu mà ngày hôm nay chị Dương làm vậy, chị Dương về Việt Nam không được nữa. Tại sao tôi vẫn làm? Tôi biết vậy, tại sao vẫn làm? Các anh hãy vào Facebook của tôi và nhìn những cái comment. Những người Việt ở bên ngoài đang cố gắng la lên, làm bằng mọi cách để người dân trong nước thức tỉnh, để hãy bỏ qua cái sự sợ hãi và lên tiếng cho cái sự thay đổi đó. Nếu không, các con của anh chị sẽ chết. Chết vì bệnh tật, chết vì môi trường ô nhiễm, chết vì tai nạn, chết vì những cái chết bất thường. Ví dụ ngày hôm nay ngồi đánh bà cua gì đó cũng bị công an vô đánh cho chết. Tôi không sao. Tôi có thể, tôi bảo lãnh người thân tôi đi. Một gia đình tôi có thể bảo lãnh người thân tôi đi hết. Gia đình tôi cũng không sao. Tôi im lặng như hàng triệu triệu người khác trên thế giới. Tôi được quyền im lặng chứ. Tại sao ngày hôm nay tôi làm chuyện bao đồng này để cho mọi người, để cho nhiều người nói rằng tôi làm chuyện tào lao, tôi chơi Việt Nam? Tại sao các anh chị không nhìn thấy, nghe những điều tôi nói? Các anh chị nhìn thấy ngày hôm nay các anh chị rau củ quả các anh chị không dám ăn. Đến mọi đến lớp học các anh chị nhìn đi, học đại học ra trường không có việc làm. Những vị trí tốt đó cho ai? Cho con ông cháu cha vô làm để rồi Việt Nam ngày hôm nay đi thụt lùi, không, nó không đứng lại mà không tiến lên, toàn là thụt lùi không thôi. Ở bên đây các bạn sẽ không thấy, các anh chị sẽ không bao giờ thấy những cảnh học sinh đạp xe đạp đi bộ đầu trần, đội những cái tập cáp táp trên đầu, các anh chị sẽ không bao giờ thấy. Nó sẽ có những cái hệ thống xe bus, họ xây đường, làm đủ mọi thứ để tạo điều kiện cho trẻ em đến trường học. Sẽ không bao giờ thấy những cái cảnh tượng ở Việt Nam đang có, sẽ không bao giờ thấy. Nếu tôi không ra nước ngoài, nếu tôi không có một cái sự quan sát, nếu tôi không có một cái sự yêu thương quê hương Việt Nam, tôi không cần phải lên đây tôi nói.
đau xót lắm. Vô cùng đau xót, Việt Nam ngày hôm nay tiêu hết rồi, tan hoang hết rồi. Ngày hôm nay dân ở trong nước bị chặn thông tin, bị chặn thông tin hết, không biết cái gì hết. Và quý vị, anh chị và các bạn đang sống một cuộc sống trong đó, các bạn thấy, thấy anh thanh bình và những người xung quanh nhà Dương thấy thanh bình, nhưng không phải đâu. Trên mọi phương diện nó đã phá hoại kinh tế, về chính trị cũng vậy. Chính trị là ngày hôm nay vì người Trung Quốc đã trà trộn trong cái bộ máy nhà nước, để rồi một ngày nào đó khi mà mật ước thành đô năm 2020 nó đã trở thành sự thật, thì quân đội của nó và quân đội của Việt Nam là một. Tại vì sao tôi biết? Bởi vì tôi ra nước ngoài, mọi thông tin đối với tôi nó được minh bạch, được bạch hóa, nó được rõ ràng, nó không có chặn. Tôi biết. Tại sao khi ra nước ngoài nhiều người lên tiếng và nhiều người bị gán cho cái từ phản động? Là bởi vì họ ra nước ngoài, họ có cơ hội, họ nhìn thấy thế giới, họ biết và họ lên tiếng. Có nhiều người hãy đặt câu hỏi tại vì sao ai ra nước ngoài rồi cũng lên tiếng cho những cái điều này? Là bởi vì họ biết được cái sự khác biệt giữa Việt Nam và nước ngoài. Nếu họ không ra khỏi Việt Nam thì họ sẽ còn u mê và họ cảm thấy đó là cuộc sống bình thường. Hãy đặt trường hợp là tôi. Nếu quý vị là tôi, quý vị ra nước ngoài rồi, quý vị có một cuộc sống tốt rồi, quý vị có làm như vậy hay không? Chắc chắn quý vị sẽ không làm, bởi vì quý vị ích kỷ. Ích kỷ cho cá nhân mình, ích kỷ cho người thân của mình. Còn ngày hôm nay tôi đã hy sinh và nhiều người, và ai cũng biết rằng tôi sẽ không về Việt Nam được. Và nếu tôi về tới Việt Nam là nó bắt tôi bỏ tù ngay tức khắc. Tại sao tôi vẫn làm điều này? Là bởi vì thế hệ tương lai, bởi vì sự tồn vong của đất nước Việt Nam. Thử, anh chị hãy bỏ tiền ra nước ngoài đi, bỏ 5-6 triệu đi ra nước ngoài một lần đi. Tại vì sao ngày hôm nay tôi cố gắng để cho giới trẻ đi tìm hiểu quá khứ, để họ biết được cái con đường họ đang đi, để họ tìm một cái hướng đi khác để họ thay đổi. Những người đảng viên trẻ, những người là công an trẻ ngày hôm nay, các anh sẽ có cơ hội làm lại, cùng với Việt Nam xây dựng lại Việt Nam, cùng với người dân làm lại. Ngày hôm nay Việt Nam không so được với một đất nước nào hết á. Nếu là một người có trách nhiệm thì anh chị sẽ hiểu những điều tôi nói. Không một thế lực nào tác động tới tôi, bởi vì tôi nhìn thấy Đảng Cộng sản nó làm cho người dân trở nên ngu muội, để rồi âm thầm nó bán nước Việt Nam, nó dân Việt Nam cho Tàu Cộng, Hoàng Sa Trường Sa. Ngày hôm nay người Trung Quốc đã xây và ở đó. Có nước Lào, Campuchia nào xây đường bay bay thẳng từ bên đó qua bên Việt Nam không? Tại sao ngày hôm nay Trung Quốc lại mở đường bay bay thẳng từ bên Trung Quốc đi qua các cái tỉnh này tỉnh kia của Việt Nam? Và ngày hôm nay miền Tây chuẩn bị cưỡng chế đất để bán, xây bán cho người Việt, cho người Trung Quốc. Người dân mình không hề biết cái gì hết á, không hề biết những cái chuyện xảy ra xung quanh. Bởi vì tin tức truyền thông cứ ngồi đó coi tivi, cứ ngồi đó tin truyền thông. Tin những cái gì nó nói thôi, nó chỉ muốn anh chị và các bạn biết những điều nó nói. Mà mọi chuyện xung quanh diễn ra cái gì anh chị không hề biết cái gì hết. Nhìn trước cái sự đó của dân tộc làm sao tôi chịu nổi. Và tôi cảm thấy rất là đau xót. Tại vì có nhiều người có một cái điều kiện là họ đã ở nước ngoài, họ đã có quốc tịch rồi. Tại sao họ vẫn không lên tiếng? Họ biết rất là nhiều. Tại sao họ vẫn không lên tiếng? Bởi vì họ muốn về Việt Nam thăm người thân. Thăm người thân để một ngày nào đó Việt Nam mất nước. Người thân của quý vị, anh chị sẽ sống trong cái sự đô hộ của Tàu Cộng. Quý vị có còn về Việt Nam nữa hay không? Việt Nam còn nước Việt Nam nữa hay không? Quý vị hãy suy nghĩ đi. Ngày hôm nay nhiều người lớn tuổi hơn tôi, tại sao biết rất là nhiều, vẫn ngồi đó im lặng, đã có quốc tịch rồi, bất quá không về Việt Nam nữa, tại sao vẫn im lặng vậy? Tôi đã nói truyền thông là một cái kênh rất là quan trọng, hãy cho người dân biết những cái điều tôi nói. Ngày hôm nay có liệt liệt vài người nói thôi, đâu phải có một mình tôi thấy đâu. Chỉ có một vài người lên tiếng thì làm được gì? Nhìn thấy cảnh tượng đó làm sao tôi chịu nổi. Tôi đâu có rảnh. Tôi đâu có rảnh làm những cái chuyện tào lao đó. Tôi mới qua 6 tháng thôi, tôi còn phải học nữa.
Sáng nay nhận được tin nhắn từ trong nước gửi ra. Chị cảm thấy tuyệt vọng với cái xã hội này, chị chán nản với xã hội này vô cùng và chị không biết làm sao. Chị đã từng đi du học ở nước ngoài về, một năm chị, một tháng chị đi bao nhiêu, một lần, hai ba tháng đi một lần gì đó. Chị không biết làm sao. Những người lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam đang làm gì về trên cái đất nước Việt Nam này? Cái Đảng Cộng sản Việt Nam là cái đảng gì vậy? Đến ngày hôm nay người dân cảm thấy tuyệt vọng vô cùng. Họ lên tiếng cũng không được nữa, cái quyền tự do của họ đâu? Quyền tự do ngôn luận, quyền tự do báo chí còn đâu nữa? Mà cứ ngày hôm nay cứ lên nó có quyền tự do lợi dụng quyền tự do dân chủ. Ngày hôm nay những người đấu tranh cho Việt Nam, những người lên tiếng cho những cái sự bất công của Việt Nam là những người trí thức. Mà họ bị gán cho cái từ phản động, âm mưu lật đổ chính quyền nhà nước. Ví dụ như luật sư Nguyễn Văn Đài. Các bạn có biết những người đó là những người yêu nước không? Nếu ngày hôm nay không có Facebook, các bạn có hiểu những điều đó không? Các bạn cứ ngồi tin những cái kênh trên TV, trên truyền thông thôi. Tại sao lại vậy? Việt Nam mất nước tới nơi rồi. Và những cái người công an sáng nay tìm tới nhà tôi hy vọng là họ sẽ nghe những gì tôi chia sẻ. Những gì tôi nói là tận trái tim mình. Các anh nhìn đi, con cái của các anh cũng sẽ ăn những thực phẩm đó. Và cũng không phải cũng sẽ, đã và đang ăn và sẽ ăn. Con cái của những người lãnh đạo, con cái của những người lãnh đạo họ sang nước Mỹ, một cái nước hiện đại nhất thế giới, một cái cường quốc, sống trong cái sự hiện đại, trong cái sự văn minh, họ hưởng thụ. Các anh nhìn đi, các anh chỉ là một cái công cụ cho Đảng Cộng sản mà thôi. Họ đi ra ngoài, họ mua nhà biệt thự triệu đô. Tôi nói là có cơ sở, xài điện thoại đắt tiền, chỉ là du học sinh thôi, thì làm sao họ có một cái cơ chế đó? Trong khi các anh chị và con của các anh chị và nhiều người là giáo viên, họ phải đi làm thêm ngoài công việc dạy. Họ phải đi làm ruộng, làm đồng áng để kiếm thêm tiền mà cũng không đủ, chăn nuôi cũng không đủ để sống. Bởi vì sao? Có một chút xíu thôi là họ đã bằng mọi cách lấy tiền của các anh chị rồi. Các anh chị thấy nó bình thường, nó tăng bằng mọi cách, ngày hôm nay nó tăng vào xăng, nó tăng vào điện. Các anh chị bắt buộc phải xài thôi, bởi vì các anh chị im lặng, chấp nhận như cái điều đó. Nó đánh vào xăng, nó đánh vào điện, nó đánh hoài, nó tăng hoài. Lương các anh tăng một chút, các anh đóng vô xăng, đóng vô điện, đóng hết. Tôi đã từng nói, nếu như tôi có điều kiện, tôi sẽ mang, tôi sẽ đưa, bằng mọi cách tôi đưa anh chị ra nước ngoài một lần để các bạn, các anh chị nhìn thấy. Đó là sự thật. Việt Nam tan hoang hết rồi. Và những cái người dư luận viên ở trong đây, có thể là một phần lớn là những người đang hưởng trên cái sự quyền lợi của Đảng Cộng sản Việt Nam. Mà cái tiền nó từ đâu? Tiền nó từ mồ hôi, nước mắt của người dân Việt Nam. Xăng tăng, điện tăng. Làm một giờ, tôi tính bình quân một giờ, một cái người lao động bình thường 25.000 đồng một giờ. Một lít xăng hết 17-18.000 đồng. Còn 5.000 đồng, còn 7, còn 8.000 đồng kia các anh chị sẽ làm gì? Trong khi tiền điện, tiền nhà, tiền xăng, tiền ăn, tiền uống, tiền xà bông, tiền con, tiền cái, tiền học phí không còn đâu. Rồi lỡ như các anh chị cái tiền đi sống hàng ngày á, cái tiền đi làm hàng ngày á, không đủ chi phí. Cái tiền anh chị đi làm không đủ chi phí cho hàng ngày thì làm sao mà các anh chị ngã bệnh ra tiền đâu, các anh chị chạy chữa. Đối với là những cái người nông dân lao động bình thường, họ kiếm tiền trên những cái công việc đồng áng như vậy, rồi tiền đâu? Các anh chị, những cái người mà làm trong ngành công an hay làm trong nhà nước thì có nguồn tiền này, nguồn tiền kia, có những cái sự bảo trợ. Nhưng người dân nghèo thì sao? Hãy đặt trường hợp là người dân nghèo thì các anh chị sẽ hiểu họ. Đất nước của người ta bình đẳng, quyền lợi bình đẳng cho mọi người, chứ không phân biệt người giàu, người nghèo. Bệnh viện được xây lên và cái dịch vụ người ta dành cho mọi người, trẻ em cũng vậy, không có phân biệt người giàu người nghèo. Nhưng ở Việt Nam thì sao? Các anh chị nhìn đi, cha mẹ không có tiền mà con phải nghỉ ngang lớp 6, lớp 7. Và trong xóm, trong cái khu vực tôi ở đã có điều đó xảy ra. Tôi làm sao tôi giúp cho họ? Có nhiều người sẽ nói tôi gửi tiền về Việt Nam đi để tôi. Lãnh đạo Việt Nam đứng đầu một quốc gia, họ thâu tóm, họ quản lý những cái điều đó, tại sao họ không làm? Đó là phải trách nhiệm của tôi. Chính họ ngày hôm nay đã đưa Việt Nam sau cả Lào nữa. Đâu phải tôi làm đâu.
bình thường. Các anh chị chưa bước ra thế giới, các anh chị sẽ không thấy những cái sự khác biệt. Và anh chị sẽ không hiểu những điều tôi nói. Các anh chị, cái đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam nó đã làm sai. Đau xót lắm chứ. Tại sao tôi kêu anh chị, các bạn trẻ lịch sử ở trong quá khứ để tìm hiểu. Các bạn tìm hiểu thời của ông Ngô Đình Diệm, các bạn sẽ thấy miền Nam Việt Nam mình khi đó nó tốt lắm. Nếu ông Ngô Đình Diệm mà ông không bị ám sát bởi những cái người thuộc cấp của ông và Mỹ thì chắc lẽ là Việt Nam bây giờ có thể nó hơn cả Nhật nữa, chứ không phải là so với Nhật đâu. Tìm lại quá khứ, tìm lại lịch sử để nhìn thấy ở miền Bắc nó đã giết người như thế nào. Đi vô tới Huế nó giết tiếp. Đi vô tới miền Nam nó giết tiếp. Không những chết ở trên đất liền mà chết trên biển nữa. Những gì Đảng Cộng sản biết là đúng sao? Nếu nó là đúng, là sự thật, tại sao các anh kêu tôi đừng lên đây, đừng nói chuyện, để kêu các bạn đi quay về quá khứ, đi quay về lịch sử để tìm hiểu? Tại sao các anh phải sợ? Nếu các anh là sự thật thì tại sao các anh phải sợ những cái điều đó, sợ đi những cái điều tôi nói? Nếu những người là đảng viên, những người phục vụ trong hàng ngũ quân đội, nằm trong nhà nước, nếu không nhìn ra sự thật thì chính thế hệ của các anh, các chị sẽ là người trả giá cho những việc ngày hôm nay các anh làm. Các anh không biết rằng nhiều người hoạt động trong hàng ngũ quân đội và đi ra, họ đã hối hận rất là nhiều. Những thông tin này các anh chị đâu biết. Việt Nam là gì? Xã hội chủ nghĩa. Trong khi ngày hôm nay các cái nước như Mỹ ta còn không dám làm xã hội chủ nghĩa nữa, mà Việt Nam xã hội chủ nghĩa đi hoài không tới. Người dân phải lạch bạch, lẹp bẹp đi dặm lúa, đi phóng lúa, mặt mày lem luốc đang đúa. Nhìn lại dân Việt Nam mình khổ không? Tôi không nói những cái thành phần trí thức này kia nọ ở Việt Nam, những thành phần mà doanh nghiệp, doanh nhân làm ăn tôi không biết. Nhưng mà dân nghèo mình còn nghèo khổ dữ lắm. Và quyền lợi cho những cái trẻ em Việt Nam gần như không có luôn. Quyền lợi của nó thâu tóm hết rồi. Tại sao tôi phải cứ phải đau, cứ phải khóc, tôi cứ phải nói để nhiều người ở trong nước và những người ở gần tôi nói rằng tôi ra đó rồi tôi chê Việt Nam này, Việt Nam kia. Nếu như tôi không đau, tôi không xót, tôi có thể im lặng và tôi đi về Việt Nam trong cái mắt Việt Kiều. Tôi về tới sân bay, tôi ngẩng mặt lên, tôi là Việt Kiều. Để tôi khinh người, để tôi ngạo mạn với đời. Tôi ngạo mạn, để tôi khinh người, tôi cảm thấy tôi hãnh diện với những người xung quanh tôi. Tôi là Việt Kiều, tôi sống ở nước ngoài. Tại sao tôi không làm vậy? Làm sao tôi vui cho được khi nhìn thấy Việt Nam mình ngày hôm nay nó ra vậy? Xách cái bát bo Việt Nam đi ra. Xách cái bát bo Việt Nam, bước ra khỏi Việt Nam thôi, các bạn sẽ biết ngay. Tôi cảm thấy đau như vậy thì thử hỏi hàng trăm triệu người Việt Nam sẽ như thế nào, trong khi tôi có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh một chút. Còn rất là nhiều người bước ra thế giới đi du lịch, họ không nói được gì hết, họ bị xem thường. Và những người phụ nữ Việt Nam phải đi khắp nơi. Những cái điều này quý vị anh chị chắc biết.
Tôi ra khỏi đây, tôi ngồi đây tôi nói một cách tự do thoải mái, bởi vì đất nước của người ta có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do internet, không có bị chặn. Tôi được quyền bày tỏ cái cảm xúc của mình. Tại sao ở Việt Nam những cái người nói lên sự thật cho tôi bị bắt? Những cái người nói lên những cái sự thật như thế này sẽ bị bắt và bị gắn vào điều luật 258. Tại sao nó vô lý như vậy? Bởi vì cái sự độc tài của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nó sẽ giết dân, nó sẽ giết anh chị, nó sẽ giết con cháu của anh chị, mà tôi bất lực. Tôi không làm được gì hết. Ngoài cái việc tôi lên đây để tôi nói cho các anh chị biết, để các anh chị tỉnh thức. Một cá nhân tôi không làm được gì hết. Cảm thấy mình nhỏ bé. Nếu tôi không bước ra đây thì chắc có lẽ anh chị sẽ không biết tôi là ai. Và tôi cũng sẽ giống như hàng triệu triệu người khác, cứ sống một cuộc sống êm đềm ở trong đó, ăn không dám ăn, uống không dám uống, chạy xe ra đường cũng không dám. Ai biết được lát ra đường xe đụng chết lúc nào không biết. Tôi được quyền im lặng để bảo vệ tính mạng cho mình. Tôi được quyền im lặng để tôi về Việt Nam một cách thoải mái. Tôi có cơ hội hơn hàng triệu người khác. Tôi được quyền im lặng. Nhưng là bởi vì tôi đã thấy quá nhiều bất công ở Việt Nam, tôi không im lặng được. Và tôi xin những người đang ở nước ngoài đã có điều kiện, đã có giấy tờ, đã có quốc tịch, hãy thôi đừng sợ hãi, hãy thôi đừng có rụt rè nữa, hãy cho họ biết. Hãy cho những người dân trong nước nước biết họ mất gì, họ được gì. Ngày hôm nay có vài người trên net hả? Tại sao ai lên tiếng tôi cũng share ra, để cho các bạn trẻ trong nước nhìn và tin rằng tại sao ngày hôm nay có nhiều người lên tiếng đến vậy. Đâu cần phải hay, đâu cần phải giỏi, quan trọng tới cái tâm của anh chị và các bạn, để cho người ta thấy các bạn muốn Việt Nam tốt, muốn Việt Nam thoát khỏi ách đô hộ của Tàu Cộng, muốn Việt Nam thoát khỏi cái sự lãnh đạo độc tài của Đảng Cộng sản Việt Nam đưa người dân vào cái con đường cùng. Hãy làm điều đó đi. Tôi làm được. Tôi là một người thường, tôi làm được. Tại sao anh chị không làm? Chúng ta hãy tạo một cái làn sóng, tạo một cái sức lan tỏa, một cái sự lan truyền. Một vài cá nhân sẽ không làm nên được gì hết. Chúng ta hãy đẩy. Và Dương cảm thấy Dương rất là tức tối, khó chịu, trong khi rất là nhiều người nắm trong đầu rất là nhiều kiến thức lịch sử và là những cái người đã sống trong thời đó luôn. Dương gần như năn nỉ họ, van xin họ hãy nói những cái điều đó ra. Nhưng mà họ cứ trút lên mình, làm sao Dương ôm đồm hết? Làm sao Dương có thể đặt thay họ nói hết? Dương không phải là họ, làm sao Dương có thể bộc bạch hết được những cái tâm trạng đó của họ? Tại sao không nói ra những cái điều đó cho người trẻ trong nước biết? Tại sao lại giữ riêng mình? Để rồi một ngày nào đó bất thình lình mình mất đi, mình bệnh tật, mình nằm một chỗ mình mất đi. Mình không có cho tuổi trẻ cơ hội biết sự thật đó. Ngày hôm nay Dương là một người trẻ, Dương cứ mằn mò trở về quá khứ, nhưng trong nước ai, mấy ai là người trẻ đi tìm? Được bao nhiêu người trẻ đi tìm kiếm lịch sử? Nếu ngày hôm nay Dương không đánh động, nếu ngày hôm nay Dương không lên tiếng các bạn đi tìm về luật cải cách ruộng đất năm 1954, nếu Dương không nói các bạn đi tìm về thuyền nhân vượt biển, các bạn sẽ không biết. Bao nhiêu người trẻ trong nước sẽ không biết. Muốn có một sự thay đổi thì quý vị anh chị hãy cho người trẻ biết họ còn cần phải làm gì, họ tìm hiểu từ đâu, và các anh chị đã trải qua cái sự khổ ải cái chế độ cộng sản như thế nào. Dương năn nỉ quý cô chú anh chị và các bạn hãy làm điều đó, hãy đi kết bạn cho thật là nhiều và hãy chia sẻ những điều đó rất là cần thiết. Một cá nhân như Dương và vài người nữa sẽ không làm được gì cả, trong khi ngày hôm nay mực ước thành đô nó đã quá rồi, nó gần kề rồi, nó đã tới đích rồi. Nó đang đẩy mạnh xây dựng nhà cửa, cướp đất ở khắp nơi. Rồi anh chị có vui không khi mà 3 năm nữa anh chị nhìn lại Việt Nam, Việt Nam mất rồi, con cháu phải sống khổ sở với cái thời đó. Và ngày hôm nay anh chị vẫn còn im lặng. Anh chị, cô chú lấy lý do này, lấy lý do kia, tôi phải vậy, tôi phải kia.
Rồi nếu mà 3 năm nữa anh chị còn lý do nào để anh chị nói nữa hay không khi Việt Nam đã mất rồi? Tôi đang cố gắng ngày ngày. Bên công việc của tôi đi tìm hiểu những cái thông tin. Tôi lắng nghe để rồi tôi lên tôi chia sẻ những cái điều đó. Hãy cùng với tôi làm những cái điều đó cho một Việt Nam tốt đẹp. Còn những cái người mà sáng hôm nay tìm đến nhà tôi đó, cái việc của tôi làm là tôi làm, tôi hiểu, tôi biết, tôi nhìn nhận. Các anh sáng ông không ngăn được tôi đâu. Các anh sẽ không bắt tôi ngừng lại được đâu, trừ khi tôi chết mà thôi. Nếu các anh là sự thật, nếu Đảng Cộng sản Việt Nam là sự thật thì không có gì phải sợ tôi hết. Không có gì phải sợ. Cho dù rằng các bạn trẻ có đi tìm kiếm, nếu nó là sự thật thì các bạn trẻ cũng sẽ phân biệt và biết được. Tôi không thể nào tác động tới các bạn đó được. Nhưng mà vì sao các anh tới nhà tôi và kêu tôi đừng có nói như vậy nữa và im lặng đi? Phải chăng đó là một cái sự giả dối? Phải chăng những cái gì ngày hôm nay nhiều người học đó là sự giả dối, cho nên các anh tìm đến nhà tôi và nói như vậy? Các anh sẽ không ngăn được cái tiếng nói của tôi. Những người xung quanh, những người thân của tôi, họ kém hiểu biết, họ không lý luận, họ không đủ lý lẽ. Và chắc rằng cho dù họ có lý lẽ chăng nữa, các anh các chị sẽ gắn cho họ cái tội phản động. Các anh các chị sẽ bắt. Nhưng mà cứ bắt đi. Cứ đè những cái tiếng nói đó của người dân đi. Con cháu của quý vị, của anh chị, không riêng gì con cháu của chúng tôi, mà trong đó có con cháu của quý vị nữa, sẽ bị chết. Không chết sớm thì chết muộn, không chết muộn thì chết sớm. Chết là bởi vì độc hại. Ngày hôm nay đó nó đã hại người Việt Nam trên mọi phương diện rồi. Ngày hôm nay những cái trẻ học sinh đi vô trường học mua những cái tem dán ở Na Uy là nó đã thu hồi hết rồi, còn ở Việt Nam bán tràn lan. Nó sẽ giết con của anh chị và các bạn bằng mọi cách. Và anh chị nay mai sẽ vô bệnh viện mà khám bệnh lòi ra ung thư, nằm đó chờ bác sĩ tới cứu và đút lót vào trong tiền túi của bác sĩ tiền để cho họ chăm sóc quý vị và anh chị. Tôi ở đây tôi sống sung sướng lắm. Tôi vô bệnh viện tôi không phải mà tôi chờ đợi lâu. Tôi không bao giờ chứng kiến cái cảnh người hả xếp hàng dài, người chất đóng như thế này. Đơn giản lắm. Một ngày nào đó nếu tôi cảm thấy Việt Nam không còn cứu nổi nữa, tôi im. Nhưng một ngày nào đó còn hy vọng, tôi vẫn sẽ lên tiếng. Là một cái người có trách nhiệm, là một cái người đau cho nỗi đau của quê hương, là một người có cái cơ hội bước ra thế giới, tôi không cho phép tôi im lặng. Tôi tự bắt mình phải có trách nhiệm với thế hệ của Việt Nam. Là một người trẻ, tôi không cho phép mình im lặng. Và các anh đừng bao giờ mà lên đến nhà tôi để mà bắt gia đình tôi phải thế này thế kia để gây áp lực cho tôi. Cho các anh biết luôn, gia đình tôi lệ thuộc kinh tế vào tôi, cho nên các anh đừng có bắt ép họ. Tôi quá biết bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nếu gia đình tôi có làm kinh tế, tôi chắc chắn một điều, các những người trong Đảng Cộng sản Việt Nam bằng mọi cách sẽ gây áp lực để chúng tôi phá sản. Đó là bản chất đê hèn. Nhưng mà may thay, gia đình tôi không liên quan về kinh tế. Nói lại một lần nữa, gia đình tôi lệ thuộc kinh tế vào chính bản thân tôi, cho nên đừng gây áp lực. Nếu là sự thật thì không có gì phải sợ cả. Và Dương mong rằng quý cô chú anh nghe lời Dương, hãy tạo nên một cái làn sóng. Một làn sóng ở bên Malaysia, Đài Loan, tạo nên một cái làn sóng cho thật là mạnh, để cho người trong nước tin rằng những cái điều ngày hôm nay Dương nói. Và nhiều Lisa Phạm, Trang Lê, Khối, Thanh Luân, có một vài người nữ thôi, không tạo nên một cái hiểu gì cả. Dương lên tiếng rồi đó. Và công an đã tìm đến nhà Dương rồi đó. Nhưng dần cái buổi chia sẻ ở đây, Dương khó chịu lắm.
những người là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, những người đảng viên trẻ, hãy chậm chậm tìm hiểu và nhìn những gì Dương nói. Tôi đau và tôi khóc là bởi vì tôi lo nghĩ tới thế hệ tương lai của quý vị, anh chị và các bạn đó. Một cá nhân tôi không làm nên chuyện gì hết nha. Tôi không thể nào lật đổ cái Đảng Cộng sản Việt Nam được. Nhưng nếu chúng ta tìm hiểu, chúng ta sẽ thay đổi để bảo vệ con cháu của anh chị. Ngày hôm nay Dương đang ở nước ngoài. Một ngày nào đó, nếu như Việt Nam có biến thì Dương sẽ đưa gia đình mình đi. Nhưng còn anh chị và nhiều người nghèo ở trong nước, làm sao đi? Làm sao? Hãy tự đặt ra cho mình những câu hỏi và tự trả lời. Nếu quý vị là tôi, quý vị có làm những việc tôi đang làm hay không?